Trong video này sẽ xuất hiện rất là nhiều loại động vật được sử dụng để làm thuốc. Và đây là những vị thuốc rất cần thiết cho mỗi chúng ta. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đầu tiên, mời các bạn đến với con bìm bịp. Bìm bịp thì có hai loại và đều được dùng để làm thuốc. Và làm thuốc gì thì lát nữa mình sẽ nói rõ hơn. Bây giờ mình xem hai loại đấy là những loại gì nhé. Thì bìm bịp có hai loại là loại bìm bịp lớn và bìm bịp nhỏ. Trước hết là loại bìm bịp lớn là một loại chim to vừa phải, định cư suốt năm sống trong vùng làm tổ nhỏ hẹp của mình và không đi đâu xa. Nơi ở thích hợp của loài bìm bịp lớn là lùm cây, ven rừng có nhiều bụi rậm rạp. Có thể gặp bìm bịp kiếm ăn ở đồng ruộng không xa cách các bụi rậm, loài này thì làm tổ trong bụi cây rậm, thường là ở trong các bụi tre cách mặt đất 1 đến 2 mét. Khi điều kiện không thuận lợi, bìm bịp làm tổ cả ở những cành cây tương đối thưa lá. Tổ hình túi dài, miệng tổ hơi nghiêng về một bên, mỗi lứa bìm bịp đẻ từ 3 đến 4 trứng. Trứng dài 37 đến 39 mm, đường kính là từ 29 đến 30 mm. Bìm bịp lớn thì ăn cóc, nhái, rắn nhỏ, trứng chim, mối, cua đồng, cào cào, bọ cánh cứng, ấu trùng, chuồn chuồn, đôi khi ăn cả hạt thực vật. Bìm bịp nhỏ. Còn loại bìm bịp nhỏ là ở những sườn đồi, chân núi có nhiều cỏ tốt và bụi cây nhỏ, làm tổ trong các bụi cây bụi hay là bụi rậm cách mặt đất 1 mét, mỗi lứa đẻ từ 3 đến 4 trứng, trứng dài 29 đến 31 mm, đường kính là 23,8 đến 25 mm, mùa đẻ từ tháng 4 đến tháng 7. Bìm bịp nhỏ thì ăn cả động vật, thực vật. Nhưng thức ăn chính là động vật. Trong dạ dày bìm bịp nhỏ có côn trùng, bọ cánh cứng, cào cào, cá nhỏ, ốc, mối, kiến, nhái, cánh hoa và cả hạt cỏ dại. Thì loại bìm bịp nhỏ thì thường gặp ở vùng trung du và vùng núi không cao quá 800 m, còn gặp ở cả Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Nam Trung Quốc, như là các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và cả ở đảo Hải Nam. Còn loại bìm bịp lớn thì ở khắp các vùng đồng bằng hoặc là trung du và miền núi ở độ cao dưới 600 m, còn thấy ở cả Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc, đảo Hải Nam và Vân Nam Trung Quốc. Thì chỉ bắt những con bìm bịp sống hoang đem về làm thịt, bỏ lông, ruột để ngâm rượu. Hiện nay thì bìm bịp còn thu hẹp phạm vi sử dụng trong kinh nghiệm nhân dân. Người ta cho rằng bìm bịp có tác dụng là chữa đau lưng, suy nhược của tuổi già, thường dùng dưới hình thức ngâm rượu, 2 con trong 1 lít rượu, ngâm riêng hay là phối hợp bìm bịp với tắc kè, ngâm trong 3 tháng lấy ra uống, ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 25 đến 30 ml. Về bộ phận sử dụng, chính là toàn bộ con bìm bịp đã làm sạch lông và bỏ hết phủ tạng, dùng tươi. Về tính vị và tác dụng thì thịt chim bìm bịp có vị ngọt, tính ấm, không độc, được dùng làm thuốc bổ máu, giảm đau, chữa chứng hư lao, suy nhược, chân tay nhức mỏi, ứ huyết, bầm tím, tê thấp, đau lưng, mỗi lần là dùng 2 con bìm bịp. Bìm bịp lớn và bìm bịp nhỏ, tức là dùng loại nhỏ 1 con và loại lớn 1 con, ngâm với 1 lít rượu trắng, ngâm trong vòng 2 đến 3 tháng là dùng được. Để càng lâu thì càng tốt. Ngày uống 2 lần, mỗi lần là 30 ml. Trong dân gian thì người ta còn ngâm rượu chim bìm bịp kết hợp với cả tắc kè, đôi khi là kết hợp với cả một số dược liệu như là các loại sâm, nhất là củ sâm cau. Rượu này còn được dùng để chữa liệt dương, suy thận, hen suyễn, đái rắt, đái són. Thuốc rất thích hợp với những thể trạng suy yếu của người cao tuổi. Thì đấy là những gì mà tài liệu nói về con bìm bịp này. Thì nếu như mà bạn nào biết thêm được điều gì về con bìm bịp thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Vừa rồi là những thông tin về con bìm bịp. Tiếp theo con thứ hai, đấy chính là con rết. Đối với con rết thì bộ phận để dùng làm thuốc chính là toàn bộ phần thân của con rết. Có tên thuốc trong y học cổ truyền là ngô công. Con rết thì thường được bắt vào mùa xuân và mùa hạ, lấy con to buộc vào thanh tre cho thẳng,
phơi hoặc là sấy khô, bảo quản trong lọ hoặc là hộp kín, tránh ẩm. Dược liệu dài, thẳng và dẹt, đầu thân màu nâu đỏ hoặc là màu đen óng ánh, bụng nhăn nheo màu vàng nâu, mặt cắt ngang thì rỗng ở giữa. Còn đủ chân màu vàng là loại tốt, khi dùng thì bỏ đầu, đuôi và chân, sách cổ còn ghi là bọc rết bằng lá bạc hà rồi nướng vàng. Còn rết thì có tính vị như sau: rết có vị cay, hơi mặn, tính ấm, có độc vào kinh can, có tác dụng là khử phong, trấn kinh, giải độc, sát khuẩn. Theo kinh nghiệm dân gian thì rết được dùng làm thuốc trong những trường hợp sau: chữa chín mé đầu ngón tay sưng đau, dùng rết phơi khô tán bột hòa với mật lợn bôi nhiều lần trong ngày. Để chữa mụn nhọt sưng đỏ đau nhức áp xe, dùng rết to 5 con, ngâm ngập cồn 90 độ, tầm 100ml cồn, ngâm trong vòng 10 ngày, càng lâu càng tốt, ngày bôi 1 đến 2 lần, nếu mụn nhọt mới sưng sẽ tan ngay. Còn để chữa trĩ thì dùng rết sấy khô tán nhỏ mịn, trộn với ít bột long não và rượu bôi hàng ngày. Còn để chữa ung nhọt, mụn mạch lươn ở trẻ em thì dùng rết 24g đốt cháy, tán bột, cho vào nhựa thông 200g, đã nấu chảy cùng với dầu lạc 32g, khuấy đều để nguội. Cho vôi bột 16g vào, lại khuấy đều cho thật nhuyễn thành cao. Khi dùng thì phết cao lên giấy dán vào nhọt. Đối với nhọt chưa vỡ mủ, cứ 2 ngày thay thuốc 1 lần. Đối với nhọt đã vỡ mủ, ngày thay thuốc 1 lần. Còn để chữa liệt thần kinh mặt, đau nhức, tê thấp kinh phong, co giật, cấm khẩu thì dùng rết tán bột mịn trộn với bột cam thảo, hai thứ liều lượng bằng nhau, ngày uống 0,5g, chia làm 3 lần, chú ý dùng phải theo đúng liều lượng quy định. Ngoài ra thì khi mà bị rết cắn, người ta xử lý đơn giản bằng một trong những phương pháp sau: lấy ngay con rết vừa cắn, mổ bụng, lấy ruột, bôi ngay lên vết cắn sẽ làm dịu đau nhức ngay. Hoặc là lấy lông cánh gà, ngoáy vào trong họng con gà, quệt lấy dãi, bôi nhiều lần lên vết cắn trong ngày. Cũng có thể bắt lấy con ốc sên lớn, lau sạch đất cát dính ở miệng ốc, dùng que nhọn kích thích vào mình ốc để lấy nhớt bôi ngay vào vết cắn. Và một cách làm nữa là dùng tỏi tươi đem giã nát, dùng riêng hoặc là trộn với máu màu gà, đắp vào vết cắn, làm nhiều lần. Còn trong thú y thì người ta dùng rượu rết, dùng nguyên hoặc là pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1. Mỗi ngày là 5ml chia làm 2 lần để mà phòng và chữa bệnh gà dù. Còn ở Trung Quốc thì con rết cũng được dùng để chữa nhiều bệnh. Để mà chữa trúng phong thì dùng rết 1 con, bọ cạp 1 con, thấu cốt thảo 15g, tất cả sao vàng, tán bột, dây mịn, ngày uống 2 lần, mỗi lần là 7,5g với nước đun sôi để nguội. Để chữa liệt mặt thì dùng 1 con rết, sao vàng tán nhỏ, phòng phong 25g, thái nhỏ phơi khô, hai thứ sắc với 200ml nước còn 50ml. Uống hết làm 1 lần. Để chữa viêm tinh hoàn, dùng rết và nhục quế lượng bằng nhau, sao vàng tán bột, ngày uống 2-3 lần, mỗi lần là 0,5-1g. Thứ ba, đấy chính là con vịt. Trong đông y thì thường dùng các bộ phận trên con vịt để làm thuốc như là mật, gan và tiết để làm thuốc, dùng tươi. Người ta còn dùng cả thịt, trứng và mề vịt nữa. Còn về tính vị thì thịt vịt có vị ngọt, mặn, tính mát, có tác dụng là bổ dưỡng, thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu thũng, giải độc. Mật vịt thì có vị đắng, hàn, không độc, có tác dụng là tả hỏa, tiêu độc, chống kinh phong, co giật. Còn tiết vịt thì có vị ngọt, tanh, tính ấm, có tác dụng là cầm nôn. Còn gan vịt thì có vị ngọt, đắng, tính hơi ấm, có tác dụng là minh mục. Trứng vịt thì có vị mặn, hơi lạnh,
có tác dụng là tiêu đờm, tăng tiết sữa. Còn về chữa bệnh thì thịt vịt được dùng để chữa nóng trong, miệng khô háo khát, đi tiểu nhiều ở người cao tuổi. Cách chữa như sau: dùng thịt vịt đực chặt nhỏ nấu nhừ với gạo tẻ thành cháo, thêm một ít vỏ quýt, gừng, hành trắng, muối ăn và ăn hàng ngày. Đây chính là cách dùng để chữa nóng trong, miệng khô háo khát, đi tiểu nhiều ở người cao tuổi bằng thịt vịt. Nhớ là dùng vịt đực nhá. Còn đối với trứng vịt thì được dùng để chữa thiếu sữa. Cách làm như sau: dùng trứng vịt luộc chín, ăn với muối vừng. Đấy là cách dùng để chữa thiếu sữa bằng trứng vịt nhá. Còn trứng vịt lộn thì cũng là một món ăn bổ dưỡng, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Còn tiếp theo là mật vịt. Mật vịt thì được dùng để chữa trẻ em bị sốt cao, mê man, co giật. Còn dùng để chữa viêm họng, khó nuốt. Chưa hết là cách chữa trẻ em bị sốt cao, mê man, co giật. Thì lấy mật vịt trắng một cái, rút nước, trộn với dịch ép của lá đậu ván trắng với lượng là 50g, cho trẻ em uống làm 2 lần trong ngày. Hoặc là lấy mật vịt hòa với máu vịt 10g và nước nguội cho uống. Đồng thời thì lấy lông vịt trải xuống dưới chiếu cho trẻ nằm. Trong trường hợp mà không có mật tươi thì các bạn có thể là dùng mật con vịt phơi khô bằng cách là tán bột hòa với nước gừng hâm nóng mà uống. Tiếp theo là dùng để chữa viêm họng khó nuốt bằng mật con vịt thì cách làm như sau: dùng mật vịt trắng một cái, trộn với băng phiến 2g, thạch cao phi 4g, sữa người 10g, bôi vào họng, mỗi ngày bôi vài lần. Còn tiếp theo là tiết vịt. Tiết vịt thì được dùng để chữa buồn nôn, nôn mửa. Cách làm như sau: cắt tiết vịt lông trắng, hứng lấy, uống ngay lúc còn nóng, làm một lần. Còn tiếp theo là gan vịt, được dùng để chữa quáng gà, thì cách làm như sau: dùng một bộ gan vịt rửa sạch, thái nhỏ, nấu với lá bìm bìm non hoặc là nấu với lá dâu non với lượng là 50g, nấu cho chín nhừ, ăn cả cái lẫn nước trong một ngày. Đấy là cách dùng để chữa quáng gà bằng gan vịt. Còn đối với ở Trung Quốc thì người ta cũng dùng vịt để mà chữa bệnh. Đối với thịt vịt thì người ta có những cách dùng để chữa như sau: dùng thịt vịt từ 100 đến 200g hầm với gừng tươi để mà ăn, để làm thuốc bổ âm, bổ dạ dày, giải độc, trừ tả lỵ. Còn hầm với nhân hạt bồ đào và đường phèn, ăn liên tục 3 ngày thì dùng để chữa thở khò khè, với hầm với đông trùng hạ thảo hoặc là hạt khiếm thực 15g thì dùng để chữa đái đường. Còn với sa sâm 30g, ngọc trúc 30g thì dùng để chữa cơ thể suy nhược sau khi ốm dậy. Và ở Trung Quốc thì người ta cũng dùng tiết vịt như sau: dùng tiết vịt thêm ít muối, hấp cách thủy, đun chín, cho 200ml rượu nếp hoặc là rượu hạt thủ ô vào tiết, rồi hấp tiếp trong 1 phút, ăn sau bữa ăn, mỗi ngày một lần, dùng để làm thuốc bổ. Còn uống tiết vịt trắng mỗi ngày 2 chén, trước bữa ăn, dùng để chữa trúng phong. Còn đối với trứng vịt thì ở Trung Quốc người ta dùng như sau: dùng trứng vịt 1 đến 2 quả đánh nhuyễn, mộc nhĩ trắng 10g rửa sạch thái nhỏ, nấu chín với nước 100ml, rồi đổ trứng vào, thêm đường phèn cho đủ ngọt, khuấy đều cho trứng chín để nguội, ăn cả cái lẫn nước, dùng để chữa ho có đờm. Còn để chữa viêm họng mãn tính thì lấy trứng vịt 2 quả, hành hoa 4 đến 5 cây, mật ong 30ml, nước 200ml, đun sôi, cho hành hoa đã thái nhỏ, mật ong và đập trứng vào, đun tiếp cho chín, ăn làm một lần trong ngày. Còn đối với mề vịt thì ở Trung Quốc người ta làm như sau: mề vịt bổ đôi, bỏ hết cặn bã, để nguyên màng, rửa sạch thái nhỏ, hầm với mạch nha 15 đến 20g.
cho chín nhừ ăn nóng, dùng để chữa khó tiêu. Thứ tư là con bọ ngựa. Con bọ ngựa thì có khá là nhiều tác dụng, toàn là những tác dụng hay luôn nhá. Về bộ phận sử dụng làm thuốc thì tùy theo từng bệnh có thể sử dụng cả con hoặc là sử dụng phần tổ của con bọ ngựa. Tổ bọ ngựa thì được thu hoạch vào tháng 10 cho đến tháng 1, lấy về đem đồ khoảng nửa giờ cho chín trứng bên trong, rồi nướng vàng hoặc là xao giòn tán bột dây mịn. Cũng có thể là xao với rượu hoặc là giấm hoặc là đốt tồn tính. Dược liệu có chất nhẹ, xốp, màu vàng, còn trứng và không lẫn tạp chất là loại tốt. Tổ bọ ngựa có chứa protein, lipid, canxi và sắt. Còn về tính vị thì theo các tài liệu cổ, tổ bọ ngựa có vị ngọt, mặn, hơi tanh, tính bình, không độc, có tác dụng bổ thận, ích tinh. Tổ bọ ngựa thì thường được dùng để chữa mồ hôi trộm, đái nhiều lần về đêm, di tinh, liệt dương, người cao tuổi đái són, kinh bế. Liều dùng là 6 cho đến 8 gram dùng riêng hoặc là phối hợp cùng với ích chí nhân với lượng bằng nhau. Dùng ngoài thì tổ bọ ngựa đốt tổn tính tán bột, trộn với dầu để bôi chữa mụn nhọt ở trẻ em. Còn con bọ ngựa dùng cả con thì được dùng để chữa viêm họng, trĩ, kinh phong, ngày uống là 6 cho đến 12 gram. Dược liệu đã chế biến có thể dùng ngoài lấy bột, thổi vào họng hoặc là đắp. Sau đây là các bài thuốc từ tổ bọ ngựa và bọ ngựa cả con. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc bổ thận, chữa đau lưng, đái són. Bài thuốc này thì dùng tổ bọ ngựa trên cây dâu 30 gram, ba kích 30 gram, thạch hộc 20 gram, đỗ trọng 20 gram, tất cả thái nhỏ phơi khô, tán nhỏ dây thành bột mịn, luyện với mật ong làm thành viên 6 gram. Ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 1 viên với ít rượu hâm nóng. Và còn một cách nữa, vẫn là bài thuốc bổ thận chữa đau lưng đái són thôi. Nhưng còn một cách nữa, đấy chính là dùng tổ bọ ngựa trên cây dâu với liều lượng 10 gram, kim anh 10 gram, sơn dược 12 gram, sắc với 400ml, còn 100ml nước, uống làm 2 lần trong ngày. Tiếp theo bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa xuất huyết ở dạ dày hoặc là ở phổi. Cách làm như sau, dùng tổ bọ ngựa sao vàng, tán bột, bạch cập 15 gram, sắc lấy 100ml, ngày 3 lần, mỗi lần 3 gram, tổ bọ ngựa uống với nước bạch cập. Tiếp theo bài thuốc thứ 3 là bài thuốc dùng để chữa hóc xương cá. Cách làm như sau, dùng tổ bọ ngựa 30 gram giã nhỏ, sắc với giấm uống. Tiếp theo bài thuốc thứ 4 là bài thuốc dùng để chữa đái dầm. Cách làm như sau, dùng tổ bọ ngựa 12 gram, đảng sâm 12 gram, phá cố chỉ 12 gram, ích chí nhân 8 gram, thỏ ti tử 8 gram, ba kích 8 gram sắc uống. Tiếp theo bài thuốc thứ 5 là bài thuốc dùng để chữa bạch đới khí hư. Cách làm như sau, dùng tổ bọ ngựa trên cây dâu, tẩm rượu, sao khô tán nhỏ, mỗi lần uống 8 gram với nước gừng. Tiếp theo bài thuốc thứ 6 là bài thuốc dùng để chữa mẩn ngứa. Lấy bọ ngựa cả con, sấy khô, tán bột, rắc để xoa. Thứ 7 là dùng để chữa mụn nổi có mủ ở trẻ em. Lấy tổ bọ ngựa đốt tồn tính, tán bột, trộn với dầu để bôi mà chữa mụn nhọt, nổi có mủ ở trẻ em. Tiếp theo thứ 8 là chữa viêm họng, lấy bọ ngựa cả con, sau đấy chế biến tán nhỏ đi và thổi vào họng với liều lượng là 12 gram. Trên đây là những bài thuốc và tác dụng về con bọ ngựa. Nếu các bạn biết được thêm điều gì hãy để lại bình luận bên dưới video này.
Thứ năm là con dế mèn, có hai loại dế nhé. Con dế mèn thì ngày nay không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới, dế mèn đã trở thành món đặc sản. Không những thế, dế mèn còn là một vị thuốc chữa bệnh rất là tốt, đặc biệt là tác dụng lợi tiểu. Trong video này thì mình sẽ nói về con dế mèn này với cả con dế chui nữa này. Trong một video rất ngắn gọn thôi mà sẽ xuất hiện rất là nhiều bài thuốc và cách chữa trị khác nhau, cho nên các bạn cần phải xem kỹ mới có thể rõ được. Video rất là ngắn thôi cho nên các bạn cố gắng xem cho kỹ vào, đừng tua nhé. Đây các bạn xem, rất may mắn là mình quay được cảnh con dế nó đang kêu gọi bạn tình. Các bạn chú ý theo dõi rồi mình sẽ nói chi tiết hơn về các bài thuốc chữa bệnh rất là hay từ con dế mèn này nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về những tính vị tác dụng cùng với những bài thuốc chữa bệnh từ con dế mèn này nhé. Video rất là ngắn cho nên các bạn đừng tua nhé, chú ý theo dõi nhé. Về bộ phận sử dụng chính là cả con dế mèn. Các bạn chế biến như sau: bắt dế về, nhúng vào nước sôi cho chết, rồi vặt cánh, râu và đuôi phơi hoặc là sấy khô. Còn về tính vị thì dế mèn có vị mặn, cay, tính bình, vào ba kinh là bàng quang, đại tràng và tiểu tràng, có tác dụng lợi tiểu. Trong trường hợp mà các bạn bị cổ trướng, thở dốc thì các bạn dùng dế mèn dùng 5 con nhé. Đem về sấy khô tán nhỏ, dây thành bột mịn, uống với nước sắc của hạt bìm bìm vào lúc đói để mà chữa trướng bụng, thở dốc. Còn tiếp theo chính là cách dùng để mà chữa sỏi thận. Để mà chữa sỏi thì dùng dế mèn 10 con đem về sao vàng tán bột mịn, kim tiền thảo 30g cắt nhỏ, sắc lấy nước uống. Uống bột dế mèn với nước kim tiền thảo, làm 2 lần trong ngày. Đây chính là cách dùng chữa sỏi. Còn trong trường hợp mà bị nhiễm độc nước tiểu thì dùng dế mèn 7 con bỏ đầu chân, rang chín, tán nhỏ, uống với rượu, làm 2 lần, có thể sắc uống cũng được. Còn trong dân gian thì thường dùng dế mèn để chữa bí đái như sau: dùng dế mèn từ 2 cho đến 3 con nướng giòn tán bột, uống làm 2 cho đến 3 lần với rượu để chữa bí đái. Cũng có thể kết hợp lấy con dế mèn còn sống, giã nát với một củ hành và ít muối, đắp vào rốn băng lại, dùng vài ngày đến khi đái được. Thì trong trường hợp mà bí đái tiểu tiện khó khăn thì còn một cách nữa nhé các bạn nhé. Cách này là các bạn có thể dùng cả con dế chúi hoặc là dế mèn nhé. Thì tác dụng của hai con này nó gần tương tự như nhau thôi. Còn về tính vị ấy, thì con dế chúi hay còn gọi là dế rúi ấy, nó có vị mặn, tính lạnh, hơi có độc. Còn con dế mèn thì nó lại có vị mặn, tính ôn cơ, cũng hơi có độc. Đều vào là ba kinh là bàng quang, đại tràng và tiểu tràng. Sau đây là bài thuốc để mà áp dụng cho trường hợp mà bí đái tiểu tiện khó khăn. Thì cách này các bạn dùng là dế rúi là 20 cho đến 30 con, ngắt bỏ chân và cánh đi, rồi phơi hoặc sấy khô tán nhỏ. Dế mèn thì cũng vậy, cũng 20 cho đến 30 con, cũng ngắt bỏ cánh, râu đi, chân đi, rồi là phơi khô hoặc là sấy khô, đem về tán nhỏ. Thì các bạn thấy là cách làm vẫn như nhau thôi, số lượng con dế mèn cũng như nhau thôi. Rồi các bạn lấy cam thảo 20g, tất cả các vị thì các bạn đều tán nhỏ rồi là trộn đều vào. Mỗi lần các bạn uống 1g bột này, mỗi ngày thì uống 2 hay là 3 lần, dùng nước nóng để chiêu thuốc. Cách này là dùng để chữa tiểu tiện khó khăn nhé. Thì cũng là tiểu tiện khó khăn thôi, nhưng mà đối với những người mà người già thì các bạn lại có chút thay đổi về liều lượng và cách sử dụng. Bằng cách là dùng dế mèn 4 con, dế rúi 4 con, cam thảo 3g, nước 400ml, sắc còn 200ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Như vậy là dế mèn được dùng để chữa sỏi này, rồi là chữa nhiễm độc nước tiểu, rồi là chữa bí đái, còn dùng để chữa chướng cổ thở dốc nữa. Và mình cũng đã nói rất rõ ràng về cách chữa như thế nào rồi nhá. Bạn nào mà chưa xem kỹ thì có thể tua lại để xem nhá.
Thứ sáu là con cóc. Con cóc được dùng để chữa rất là nhiều bệnh. Và bản thân con cóc này là có chứa chất độc. Nhựa của con cóc thì thuộc loại chất độc bảng A. Cho nên là khi sử dụng các bạn cần chú ý và không được tự ý sử dụng đâu nhé. Và nếu mà lấy nhựa cóc ấy thì thông thường người ta bắt được con cóc thì cho vào giọ tre đi, dội nước cho thật sạch đất cát. Sau đấy là chờ cho da của con cóc nó hơi khô đi, rồi bắt từng con. Người ta lấy tay trái giữ chân, tay phải thì dùng nhíp đè lên lưng cóc, vào những chỗ mà có tuyến tiết, chủ yếu là ở tuyến trên, hai tuyến ở trên mắt ấy. Rồi hứng lấy nhụy đựng vào đĩa bằng sành hay là sứ hoặc là thủy tinh ấy. Tránh sử dụng đồ sắt vì nhựa của nó sẽ bị đen. Thì sau khi lấy nhựa xong ấy thì có thể là lại thả cóc ra, hoặc là nếu định lấy thịt thì đem đi mổ. Thì cách thịt lát nữa mình sẽ nói sau. Bây giờ tiếp tục nói về cách lấy nhựa cóc. Sau khi mà lấy được nhựa cóc rồi ấy thì các bạn đem phơi khô ở trên kính. Khi mà lấy nhựa cóc thì cần chú ý kẻo nhựa cóc bắn vào mắt. Nếu bị nhựa cóc bắn vào mắt thì lấy nước ép của cây tử thảo mà rửa cho khỏi sưng. Cách lấy nhựa cóc thì cũng có khá là nhiều cách để lấy và chế biến. Người ta cũng có thể là kích thích vào các hạch tiết ở gần mắt của cóc, hoặc là cho cóc vào hộp hay là bình thủy tinh, rồi đậy nắp có lỗ. Qua lỗ thì luồn một que tre mà kích thích con cóc cho chảy nhựa. Nhựa tiết ra thì đem phơi như trên. Cũng có nơi thì lại trộn nhựa với bột nặn, nặn thành bánh tròn dẹt đường kính từ 2,5 cho đến 6 cm. Do là cách chế biến khác nhau, hình dáng và chất lượng cũng có thể khác nhau. Còn cách chế biến thịt cóc thì người ta chế biến như sau. Chọn những con cóc to, cóc đen hay là da vàng đều có thể dùng được. Trong nhân dân hiện nay thì chỉ tránh dùng loại cóc có mắt đỏ. Dùng dao thật sắc, chặt đầu ở phía dưới hai u ở trên đầu mà bỏ đi. Tức là ở trên mắt của nó có hai cái u nó lồi lồi đấy. Các bạn chặt phía dưới để tránh lấy cái u đấy. Các bạn bỏ phần đầu, bỏ cả hai cái u đấy đi. Sau đấy thì các bạn khía dọc xương sống và lột hết da, moi bỏ hết ruột gan, phổi và nhất là trứng của con cóc. Trong khi chế biến thì cần tránh không để nhựa của con cóc dính vào thịt. Muốn vậy thì sau khi thịt cóc xong cần rửa cho thật sạch. Sau đấy thì cho cóc vào chảo và rang cho khô giòn đi. Có thể là sấy cho khô giòn, rồi sau đấy tán thành bột. Khi để lâu thì cần để hết sức khô ráo, tránh để ẩm dễ bị thối hỏng. Có nơi thì người ta lại để nguyên cả con, cả xương mà phơi khô. Còn về liều dùng thì nhựa cóc dùng với liều rất là thấp. Các bạn cần chú ý để tránh bị ngộ độc nhé. Với liều dùng là ngày uống 1 mg cho đến 10 hay là 20 mg dưới dạng bột hay là viên. Đấy nhá. Chỉ từ 1 mg đến 10 mg thôi. Còn thịt cóc khô thì dùng với liều là 2 cho đến 3 g, tán bột uống hay là làm thành thuốc viên. Còn các bài thuốc về cóc thì các bạn cũng thấy là người ta thường hay lấy thịt của con cóc về làm ruốc ấy, để cho trẻ em ăn để mà chữa suy dinh dưỡng. Các bạn cũng có thể là chữa suy dinh dưỡng theo bài thuốc sau. Dùng bột của con cóc 10 phần, bột chuối 14 phần, lòng đỏ trứng 2 phần. Cách làm như sau. Các bạn dùng bột cóc. Các bạn chú ý cách chế biến con cóc thì mình đã nói rồi nhá. Các bạn có thể tua lại để xem. Và dùng bột cóc 10 phần này, bột chuối 14 phần này, lòng đỏ trứng 2 phần này. Lòng đỏ trứng thì các bạn hấp chín, sấy khô, tán thành bột. Chuối thì bỏ vỏ, bổ dọc, sấy cho vừa dẻo nhuyễn. Cả ba thứ này trộn đều và làm thành viên. Mỗi viên là nặng 4 g, ngày uống là 2 lần, mỗi lần 2 viên. Bài thuốc này chính là dùng để chữa cho trẻ con bị suy dinh dưỡng, gầy còm, biếng ăn, ỉa chảy,
dùng luôn trong 2 cho đến 3 tháng. Ngoài ra còn có một bài thuốc nữa từ con cóc này, chính là bài thuốc mà chữa trẻ em bị bụng to, người vàng, gầy thì bắt cóc, bỏ ra bỏ cả đầu mình, ruột gan và trứng, chỉ lấy 2 cái đùi, phết dầu vừng hay là mỡ để nướng ăn. Ăn luôn trong từ 5 cho đến 6 ngày, mỗi ngày một lần. Trên đây là những thông tin về con cóc. Thì khi sử dụng thì các bạn cần hết sức cẩn thận nhé. Thứ 7 là con khỉ. Từ lâu thì con khỉ đã được sử dụng để chữa nhiều bệnh khác nhau. Ở Việt Nam thì có 5 loài khỉ, nhưng phổ biến là khỉ vàng ở miền Bắc và khỉ nước ở miền Nam. Về bộ phận dùng thì đối với xương khỉ, được dùng trong y học cổ truyền với tên gọi là hầu cốt, còn huyết lình, thịt và sỏi mật thì gọi là hầu táo, còn mật thì gọi là hầu đởm, và thân khỉ thì cũng được sử dụng. Còn đối với cách để mà chế cao khỉ thì có 2 loại cao: cao xương nấu toàn bằng xương như là chế cao dê. Chỉ khác là sau khi làm sạch và chẻ nhỏ thì ngâm xương với nước lá ngải cứu một đêm. Và loại nữa là cao toàn tính, là nấu cả xương lẫn thịt con khỉ. Cao khỉ toàn tính được chế đơn giản hơn bằng cách là lấy thịt và xương khỉ, chặt thành từng miếng nhỏ rồi nấu như cao xương. Thường phối hợp thêm những vị thuốc cay như là địa liền, hồi hương, thiên niên kiện, cho đỡ tanh, hoặc là đương quy xuyên khung để tăng thêm tác dụng và làm cho cao có mùi thơm, dễ uống. Còn cách để lấy huyết lình thì ở vùng núi, vào mùa khỉ nó đẻ từ tháng 6 đến tháng 7, người ta đến những mỏm đá là nơi khỉ hay ngồi. Sau khi đẻ, cạo lấy những mảng huyết đọng lại đã khô đen, đem về bẻ thành miếng nhỏ, loại bỏ tạp chất rác rưởi, phơi nắng hoặc là sấy khô rồi cho vào lọ sạch. Còn đối với cách để lấy sỏi mật của khỉ thì khi mổ khỉ, nắn túi mật và ống mật, nếu thấy có vật cứng thì rạch ngay lấy sỏi, không để lâu vì dịch mật ngấm vào làm sỏi đen kém phẩm chất. Dùng vải mềm hoặc là gạc sạch, lau vết màng nhầy rồi bọc bằng bông hoặc là giấy bản, cho vào hộp kín có chất hút ẩm. Còn về tính vị thì thịt khỉ có vị chua, tính bình, có tác dụng là bổ dương, ích tinh, trừ thấp. Xương khỉ có vị chua, tính bình, có tác dụng là bổ thận, ích huyết, tăng cường sinh dục. Huyết lình thì có vị mặn, mùi tanh, tính bình, không độc, có tác dụng là bổ máu, điều kinh. Sỏi mật thì có vị đắng, hơi mặn, tính lạnh. Vào các kinh là tâm, phế và can, có tác dụng là chấn kinh, giải độc, tiêu thũng, trừ đờm. Còn về tác dụng chữa bệnh thì cao khỉ toàn tính là một loại thuốc bổ máu, bổ toàn thân, dùng cho những người thiếu máu, xanh xao, gầy yếu, lao lực, mệt mỏi, kém ăn, thiếu ngủ, đổ mồ hôi trộm, phong thấp. Đối với phụ nữ và người cao tuổi thì dùng rất là tốt. Còn liều dùng hàng ngày là từ 5 cho đến 10 gram, có thể là lên đến 20 gram. Còn cách dùng thì các bạn cắt cao thành từng miếng mỏng, có thể là ngậm cho tan dần trong miệng, hoặc là trộn với mật ong, hoặc là trộn với cháo nóng. Cũng có thể là ngâm với rượu cho dễ uống hơn. Còn đối với huyết lình là một vị thuốc quý theo kinh nghiệm của đồng bào miền núi. Đó là loại thuốc bổ máu cho phụ nữ sau khi đẻ, những người xanh xao gầy yếu mới ốm khỏi, thiếu máu, trẻ em gầy còm, chậm lớn, biếng ăn. Liều dùng hàng ngày là người lớn uống từ 3 cho đến 5 gram, chiêu với nước ấm hoặc là ngâm với rượu uống. Còn trẻ em thì từ 1 cho đến 2 gram, ăn với cháo nóng vào buổi sáng, dùng liền từ 5 cho đến 7 ngày. Muốn khử bớt mùi tanh của huyết lình thì dùng thêm ít gừng giã nhỏ. Còn đối với sỏi mật thì ở Trung Quốc người ta dùng để chữa sốt cao, co giật, ngộ độc, ho hen, phù thủng, với liều dùng hàng ngày là 0,20g cho đến 0,30g dưới dạng thuốc bột, dùng riêng hoặc là phối hợp với các vị thuốc khác. Còn đối với mật khỉ phơi khô, mài với nước uống để trị trẻ em bị cảm, sốt nóng, da khô, kiết lỵ.
Nếu dùng ngoài thì lấy mật khỉ xoa bóp khi bị chấn thương. Ngoài ra thì dương vật của khỉ phối hợp với dương vật của chó mực, hổ, bò và hải cẩu luyện với óc thỏ và nhân sâm để làm thuốc cường dương cực mạnh. Các bạn cũng có thể là tìm các phương pháp chữa bệnh khác để thay thế con khỉ, bởi vì ngày nay thì số lượng khỉ trong tự nhiên không còn nhiều nữa. Thứ 8, đấy chính là các loại rắn. Thì các loại rắn có khá là nhiều loại. Hổ mang thì có hổ mang bành và hổ mang chúa. Hổ mang bành thì có nơi gọi là hổ mang phì ấy. Còn có cả con cạp nong và cạp nia nữa. Cạp nong thì được gọi là mai gầm ấy. Còn cạp nia gọi là mai gầm bạc. Rồi là có cả rắn ráo nữa. Còn có cả chăn nữa. Chăn thì có loại chăn mắc võng mà người ta thường gọi là chăn gấm hay còn gọi là chăn hoa ấy. Rồi có cả chăn chuột nữa. Rồi có cả rắn biển nữa. Nói chung trong video này xuất hiện khá là nhiều loại rắn. Các loại rắn mà thường được sử dụng để làm thuốc đấy chính là hổ mang, rắn ráo, cạp nong, cạp nia, rồi cả con chăn nữa. Và hầu hết các bộ phận của con rắn đều được sử dụng để làm thuốc, như là xác rắn, thịt rắn, xương rắn, mật rắn, tiết rắn, thậm chí là cả nọc rắn nữa. Và người ta cũng có thể chế biến ra nhiều cách, cũng có thể là ngâm rượu, có thể là nấu cao, có thể là ăn trực tiếp. Nói chung khá là nhiều cách. Trong video này thì mình sẽ nói hết toàn bộ các loại rắn mà thường được sử dụng để làm thuốc, như là các loại rắn hổ mang, rồi là cạp nong, cạp nia, rắn ráo hay là chăn. Nói chung là những loại rắn mà thường được sử dụng để làm thuốc ấy, thì mình sẽ nói gộp trong video này, cho nên video khá là dài nhá. Và nó có thực sự tốt như các bạn nghĩ không? Thì mời các bạn cùng theo dõi nhé. Khi bị rắn cắn thì tất nhiên là phải đưa ra bệnh viện một cách nhanh nhất rồi. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp mà bị rắn cắn, nhất là rắn cạp nia cắn ấy, thì lúc mới đầu không thấy đau, chỉ thấy tê tê thôi. Do đó nhiều người không chú ý mà bị tử vong. Thì chỗ bị rắn cắn thường không bị sưng, không màu, nhưng thịt co giật. Nhiễm độc tới đâu thì co giật tới đấy. Vết cắn mềm như thường, đặc biệt dù có buộc garo cũng không tím, chỉ hơi đỏ thôi, gây chảy máu, đau bụng rồi ngạt thở mà tử vong. Máu không đông, chảy ở hậu môn và ở âm đạo nếu là phụ nữ. Cần chú ý cứu chữa hết sức sớm. Kinh nghiệm nhân dân, hễ thấy đau bụng là bắt đầu khó cứu sống. Còn đối với rắn hổ mang cắn thì cũng rất là dễ tử vong, gây tê liệt trung tâm hô hấp. Khi bị rắn cắn thì ngoài việc mở rộng vết thương độ 1-2cm để nặn cho ra thật nhiều máu và để hút máu ra cho đến khi hết hay là đỡ đau nhức, thì nhân dân còn dùng một số loại thuốc cho uống và đắp. Và phổ biến và hiệu quả nhất đấy chính là thuốc uống hội hay là rượu hội, chế theo đơn sau: ngũ linh chi 20g, xuyên bối mẫu 24g, sinh nam tinh 24g, bạch chỉ 24g, quế 24g, bạch thược 12g, bạch đậu khấu 24g, hà thủ ô đỏ 40g, thanh phàn 24g, bào sơn giáp 24g, hùng hoàng 40g. Tất cả các vị tán nhỏ ngâm với 1,5 lít rượu nặng tầm 30 cho đến 40 độ. Trong vòng 10 ngày lấy ra cho uống. Nếu cần ngay có thể đun cách thủy trong 4 giờ, hoặc nếu cấp cứu thì nấu sôi trong bình có ống lạnh thẳng đứng trong 1 giờ là đem ra dùng được. Khi bị rắn cắn thì tùy theo nặng nhẹ cho uống ngày là 50ml rượu hội này
Sau đó cứ cách 5 đến 10 phút lại uống một lần. Một ngày tối đa uống 150ml đến 200ml. Ngoài việc uống rượu hội, người ta còn dùng bông thấm rượu hội xoa và băng nhẹ vào vết rắn cắn để mà lấy nọc ra. Và mỗi ngày thì người ta cũng cứ uống tiếp tục như vậy cho đến khi hết đau nhức. Ngoài bài thuốc hội nói trên thì trong nhân dân còn dùng những vị thuốc khác như là giã lá bồ cu vẽ và vắt lấy nước uống, bã thì đắp lên vết rắn cắn. Hay là dễ đu đủ giã, vắt lấy nước uống, bã thì đắp lên vết rắn cắn. Cũng có thể là dùng tỏi, rồi là lá ớt. Nhưng mà kinh nghiệm dùng rượu hội thì đem nhiều kết quả hơn. Tuy nhiên ngày nay thì y học phát triển, cho nên cách tốt nhất thì vẫn là đưa ra bệnh viện một cách nhanh nhất. Càng sớm càng tốt, càng sớm thì càng có cơ hội để mà cứu chữa. Để mà sử dụng làm thuốc thì thông thường người ta sẽ dùng rắn hổ mang. Hổ mang thì người ta chọn loại nào cũng được, có thể là phì hoặc là chúa. Đôi khi thì người ta sẽ sử dụng chung các loại rắn, gồm có 5 loại là hổ mang chúa, hổ mang bành và cạp nong, cạp nia, cộng với cả rắn ráo nữa. 5 con này người ta gọi là ngũ xà chẳng hạn. Nhưng đôi khi thì người ta sử dụng tam xà, chỉ lấy hổ mang thôi, hổ mang chọn con nào cũng được. Rồi cạp nong hoặc là cạp nia, cộng với cả rắn ráo nữa, sẽ thành 3 loại. Việc mà người ta thêm cạp nong hoặc là cạp nia hoặc là rắn ráo ấy, để cho nó tăng thêm tác dụng thôi. Còn bình thường thì người ta, thông thường người ta sử dụng hổ mang thôi. Ngoài việc sử dụng chung các loại rắn trên thì người ta còn thêm một số loại thảo dược nữa để tăng thêm hiệu quả. Lát nữa mình sẽ nói một cách chi tiết hơn về bài rượu thuốc rắn nhé. Còn riêng về con chăn ấy, thì tác dụng của nó lại khác so với cái con hổ mang, cạp nong, cạp nia và rắn ráo. Cho nên là mình sẽ nói sau về con chăn nhé. Bây giờ mình đang nói về các loại hổ mang, cạp nong, cạp nia và rắn ráo. Còn riêng đối với con chăn thì mình sẽ nói sau nhé. Để mà chọn ngâm rượu thì tất nhiên là chọn con càng to càng tốt rồi. Như đối với con rắn ráo thì loại này nó nhỏ thôi. Các bạn sẽ bắt gặp những con tầm 1 cân thôi. Những con hơn cân là to lắm rồi ấy. Chứ bình thường các bạn toàn thấy những con độ cân đổ lại thôi. Thì các bạn chọn lấy con tầm 1 cân cũng là to rồi nhá. Còn như cạp nong, cạp nia thì các bạn có thể chọn những con to tầm cân rưỡi đến 2 cân. Tất nhiên càng to càng tốt rồi, nhưng ngày nay nó chỉ xuất hiện những con bằng đấy là chủ yếu thôi. Không còn nhiều con to lắm đâu. Kể cả là hổ mang cũng vậy. Hổ mang thì đối với phì thì nó cũng nhỏ thôi. Nó chỉ tầm hơn cân đến 2 cân thôi, chứ to hơn thì ít thấy lắm. Còn chúa thì có những con rất là to, có khi gần yến cơ, nhưng bình thường các bạn chọn được con vài cân cũng là tốt lắm rồi. Về các bộ phận sử dụng, thành phần hóa học và cách chế biến các bạn có thể nhìn vào màn hình nhé. Nếu mà không xem kịp thì các bạn có thể ấn dừng lại hoặc là tua lại để xem những đoạn này nhé. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục nói về tính vị và tác dụng của nó. Thì theo y học cổ truyền, thịt rắn có vị ngọt, mặn, tanh, tính ấm. Vào kinh can có tác dụng là khử phong, giảm đau, trừ thấp, tiêu độc. Còn mật rắn thì có vị ngọt, cay và đặc biệt không đắng, có tác dụng là giảm ho, giảm đau. Còn xác rắn lột thì có vị ngọt, mặn, hơi tanh, tính bình. Vào kinh can có tác dụng là sát khuẩn, chống viêm, giải độc. Còn nọc rắn thì có tác dụng là giảm đau, chống viêm. Thịt rắn thường được dùng để chữa bệnh thần kinh đau nhức, bán thân bất toại, khớp xương sưng đau, chân tay nhức mỏi,
kinh phong, nhọt độc, lở loét, giang mai, tràng nhạc. Bây giờ mình sẽ nói về các bài thuốc sử dụng dưới dạng thức ăn đã nhá. Rồi sau đấy mình sẽ nói về bài thuốc sử dụng dưới dạng ngâm rượu sau nhá. Thịt rắn sử dụng dưới dạng món ăn thì có tác dụng trị phong thấp, rồi làm mạnh gân xương, tăng cường sức dẻo dai, bồi bổ bổ dưỡng. Ở Trung Quốc thì người ta còn nấu cháo thịt rắn với thịt cóc để ăn để chữa mẩn ngứa nữa cơ. Nhưng mà cần phải chú ý trong những trường hợp mà người có máu nóng, huyết hư, phong nhiệt, đơn sưng, trẻ em và phụ nữ có thai thì không nên dùng thịt rắn nhé. Để mà chữa viêm khớp do thấp, bán thân bất toại thì người ta dùng thịt rắn với lượng là 250g, ninh nhừ với rễ của cây hồ tiêu từ 40 đến 60g để nguội, hòa vào một ít mật rắn ăn trong ngày. Còn để mà chữa xuất huyết dưới da thì người ta dùng thịt rắn nấu với thịt mèo, số lượng thì không hạn chế, dùng để ăn trong ngày. Còn tiếp theo là dùng để mà chữa đau lưng mãn tính thì người ta dùng thịt rắn 200g nấu hoặc là xào với hoàng kỳ 50g và gừng tươi 3 lát dùng nóng. Còn tiếp theo là dùng để chữa trúng phong thì người ta dùng dưới dạng rượu thuốc bằng cách là dùng rắn hổ mang 1 con, khương hoạt, ngũ gia bì, phòng phong, mỗi vị là 25g, đương quy 30g, tần giao 30g, thiên ma 20g, ngâm với 2.500ml rượu, ngâm 3 tháng là uống được. Ngày uống 2 lần, mỗi lần một cái chén nhỏ, chừng 10ml. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về cách ngâm rượu rắn. Cách ngâm rượu rắn thì có thể là ngâm cả con, hoặc là có thể các bạn chế biến xong rồi mới ngâm. Tùy theo các bạn thích ngâm kiểu nào cũng. Nếu các bạn không muốn ngâm cả con thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn lấy con rắn về, các bạn bỏ đầu đi, rồi bỏ hết nội tạng đi. Có người thì còn lột da nữa cơ. Rồi sau đấy là lấy giấy lau khô đi. Người ta không cho vào nước đâu vì sợ nó tanh. Rồi sau đấy chặt từng khúc, tẩm rượu gừng, nướng cho vàng thơm, giã nhỏ, ngâm theo tỷ lệ là 1 phần thịt rắn, 3 phần rượu. Ngâm trong từ 15 đến 20 ngày, càng lâu càng tốt. Có nơi thì người ta còn chôn cả bình rượu rắn xuống đất để hàng năm mới dùng. Mỗi ngày là uống 20ml sau bữa ăn chiều. Có thể ngâm thịt rắn với các vị thuốc khác như là hà thủ ô, ngũ gia bì, kê huyết đằng, thiên niên kiện. Những vị thuốc này đều có tác dụng là mạnh gân xương. Nếu muốn nó thơm thì các bạn cho thêm hoa hồi hoặc là quế để mà làm thêm thơm và nóng. Cụ thể như sau. Bài thuốc này không chỉ dùng để chữa thấp khớp, đau nhức xương khớp mà còn chữa được thoái hóa các đốt sống. Đây là một bài rượu thuốc. Cách làm như sau. Rắn hổ mang, rắn ráo, rắn cạp nong. 3 loại rắn này thì các bạn cứ lấy con càng to càng tốt. Cộng thêm đấy là các vị thuốc sau: thiên niên kiện, kê huyết đằng, hà thủ ô trắng, ngũ gia bì. Các vị thuốc này thì mỗi thứ một nắm tầm 50g đấy. Các vị đều băm nhỏ phơi khô nhé, mỗi thứ tầm 50g ấy. Bỏ chung vào cái bình cùng với các con rắn đấy. Tất cả các vị thuốc với rắn này bỏ vào một cái bình. Và các bạn đổ rượu vào cho ngập
lượng thuốc vào rắn. Và thi thoảng thì các bạn lắc đều cho nó ngấm đều. Sau khoảng 1 tháng thì uống được các bạn nhé. Và uống là các bạn uống vào buổi tối trước khi đi ngủ tầm 30 phút thì các bạn uống một ly nhỏ, chắc nó tầm 10 ml rượu thôi. Một ly nhỏ thôi nhá, chứ không phải một cốc đâu nhá. Và ngày các bạn chỉ uống đúng một lần thôi. Vào buổi tối trước khi đi ngủ tầm 30 phút, uống một ly nhỏ thôi. Cái ly mà nó chỉ to bằng ngón chân cái thôi đấy. Thì bài thuốc này nó sẽ chữa được thoái hóa các đốt sống nhá. Còn chữa được thấp khớp, đau nhức xương. Nói chung tác dụng rất tốt, các vấn đề xương khớp là nó giải quyết một cách ngon lành luôn. Thì rượu này có tác dụng là chữa phong thấp, đau nhức xương khớp, mạnh gân cốt, trị thoái hóa các đốt sống. Nhưng mà có khi thì người ta không cần chế biến cầu kỳ đâu, người ta dùng nguyên con, chỉ cần là loại bỏ hết nội tạng đi. Có người thì chặt đầu, người thì không. Chỉ cần loại bỏ hết nội tạng thôi. Và sau đấy ngâm lấy rắn, có thể là rắn hổ mang cộng với cạp nong hoặc là cạp nia cộng rắn ráo. Có người thì ngâm cả hổ mang hai loại luôn, cả cạp nong, cạp nia luôn, cộng với cả rắn ráo nữa. Để mà ngâm cùng với các loại thuốc như là hà thủ ô, ngũ gia bì, kê huyết đằng, rồi là thiên niên kiện. Để mà uống có tác dụng là mạnh gân cốt, rồi là trị phong thấp, đau nhức xương khớp, trị thoái hóa các đốt sống. Nhưng nếu như mà người ta muốn uống rượu rắn, có thêm tác dụng là tăng cường sinh lực, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực, thì người ta sẽ dùng ba loại rắn như là hổ mang, rồi là cạp nong hoặc là cạp nia, rồi là rắn ráo, ngâm cùng với hải sâm. Để mà có tác dụng tăng cường sinh lực. Đôi khi thì người ta còn ngâm thêm cả con chăn chuột, rồi là ngâm thêm cả bìm bịp vào nữa. Và người ta còn sử dụng mật rắn để mà ngâm rượu nữa cơ. Thì người ta sử dụng mật của ba loại rắn nhé các bạn. Đó chính là rắn hổ mang, cạp nong hoặc là cạp nia, rồi cả rắn ráo nữa. Phối hợp cùng với trần bì, mạch môn, dùng để chữa ho, đau bụng, tiêu chảy rất là hiệu nghiệm. Các bạn cũng có thể dùng rượu mật rắn để mà chữa các chứng đau nhức sưng đỏ ở các khớp xương, đau nhiều về mùa rét. Khi đau có sốt nhẹ thì các bạn dùng mật rắn của ba loại nhé, là hổ mang, rồi là cạp nong hoặc là cạp nia và rắn ráo nữa. Đấy, dùng mật rắn của ba loại này để mà ngâm với rượu. Cả ba cái túi mật đấy nhá, cộng với rượu nữa là đủ 25 ml, uống trong một ngày chia làm 3 lần. Và rượu ngâm mật rắn thì người ta còn dùng để mà chữa bệnh hen suyễn mãn tính nữa cơ. Và tiếp theo mình sẽ nói về xác rắn lột nhé. Để mà chữa viêm họng thì người ta dùng xác rắn lột cho vào ống tre, đốt lấy khói, xông vào cổ họng để mà chữa viêm họng. Xác rắn lột người ta còn dùng cắt nhỏ, sao lên tán bột, tẩm với rượu, làm thành bánh để mà đắp chữa mụn nhọt cứng, sần, không có mủ. Người ta còn dùng xác rắn lột đốt thành tro, rắc để mà chữa chốc mép, đắp vào rốn, trẻ nhỏ để mà chữa ướt rốn, trộn với mỡ chăn và phèn phi để bôi lên trị tổ đỉa. Xác rắn lột còn được phối hợp với một số dược liệu để mà chữa đầu vú bị nứt nẻ ở phụ nữ, mụn nhọt theo cách làm như sau. Xác rắn lột 100 g đốt tồn tính, tán nhỏ, dây bột mịn,
củ giấy dại 100g, nghệ vàng 100g để tươi thái mỏng. Cho vào dầu vừng, rán khô, sau bỏ bá. Trộn đều bột xác rắn với dầu các loại dược liệu, bôi hàng ngày. Có nơi thì người ta còn dùng xác rắn lột để mà nấu uống, chữa da bị khô, ngứa ngáy hay bong vảy. Chú ý là phụ nữ có thai thì không nên dùng xác rắn lột nhé. Tiếp theo mình sẽ nói về nọc rắn. Đối với nọc rắn thì người ta dùng trong y học hiện đại thôi. Và tất nhiên là người ta cũng chế biến chiết tách đủ các kiểu thì mới có thể dùng được. Và người ta thường dùng để mà chữa thấp khớp, viêm cơ, viêm dây thần kinh dưới dạng bôi ngoài. Nọc rắn độc của các loại hổ mang thì độ độc của nó rất là mạnh, có thể phá hủy các tế bào thần kinh, tế bào máu, làm đông máu và tắc các mao mạch hoặc là xuất huyết nội tạng. Người ta nghiên cứu thấy ở mỗi loài rắn độc thì nọc độc của nó lại có những tác động sinh học khác nhau. Nọc độc của rắn hổ mang chúa có tác động chủ yếu lên đến hệ thần kinh, làm cho người bị cắn thì không thấy đau ở vết thương, nhưng mệt mỏi, tê bại, khó thở, nôn mửa, tim đập nhanh, hôn mê rồi tử vong. Còn nọc rắn lục thì lại có tác động đến hệ tuần hoàn, làm vết thương sưng tấy, bầm tím, đau nhức. Người bị nạn thì thấy chóng mặt, khát nước, buồn nôn, rét lạnh, toát mồ hôi rồi tử vong. Như vậy các bạn thấy là các loại rắn độc đều có những cơ chế gây độc khác nhau. Cho nên nếu mà áp dụng các bài thuốc dân gian thì các bạn cần phải... Như ngày nay y học hiện đại rồi thì các bạn cần phải đưa đến các cơ sở y tế một cách nhanh nhất có thể nhé. Chứ không chần chừ được đâu. Thì trong trường hợp bị rắn cắn thì các bạn có thể xử lý bằng cách là buộc chặt phía trên vết cắn để máu khỏi đưa chất độc về tim, dùng dao sắc đã khử trùng, rạch miệng vết rắn cắn, nặn nanh hoặc là dùng cái ống hút để mà hút máu độc ra. Sau đấy rửa sạch sát khuẩn vết thương rồi đưa đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể nhé. Để mà phòng tránh thì người ta có thuốc đuổi rắn như sau. Lấy 10 củ hành giã nhỏ với 5g hùng hoàng hoặc là 1 củ tỏi, 10 nhánh hành hương và 1 ít thuốc lá sợi giã nhỏ đựng vào một túi vải đeo bên mình. Mùi dược liệu bốc ra sẽ làm rắn phải tránh xa. Còn đối với máu rắn, được gọi là xà huyết, thì cũng được dùng để mà pha rượu uống để mà tăng sức lao động, chống mệt mỏi sau những giờ làm việc vất vả. Vừa rồi mình đã nói về các loại rắn hổ mang, cạp nong, cạp nia, rắn ráo. Bạn nào mà chưa xem kỹ có thể xem lại nhé. Bây giờ mình sẽ nói đến con chăn các bạn nhé. Thì con chăn ấy, về bộ phận dùng là dùng toàn thân con chăn đều được dùng nhé. Bao gồm thịt chăn, rồi là mật chăn, máu chăn, mỡ chăn và da và xương cũng đều được sử dụng. Xương và thịt chăn thì thường được dùng để nấu cao toàn tính. Về chi tiết cách nấu cao, cách chế biến thì các bạn nhìn lên màn hình nhé. Đoạn này mình không tiện đọc. Thì các bạn có thể dừng hẳn video lại hoặc là tua lại để mà xem đoạn này nhé. Nhìn vào màn hình xem nhé, mình không tiện đọc đoạn này nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về tính vị và tác dụng. Thịt chăn được gọi là nhiễm xà nhục, có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng là tăng sức, giảm đau, nhức và tê mỏi. Về máu gọi là nhiễm xà huyết, có vị mặn, tanh, tính ấm, có tác dụng là bổ máu. Còn mỡ chăn gọi là nhiễm xà cao, có vị ngọt, tính bình,
có tác dụng làm săn sát khuẩn, còn mật chăn gọi là nhiễm xà đờm, có vị đắng, ngọt, tính hàn, hơi độc, có tác dụng là giảm đau, chống co giật, khử ứ trệ. Da săn, da chăn là gọi là nhiễm xà bì, có tác dụng là làm săn, chống loét, xương chăn thì gọi là nhiễm xà cốt, có tác dụng là mạnh gân xương. Về việc sử dụng thì thịt chăn được dùng để mà chữa yếu sức, kém ăn, nhức mỏi ở phụ nữ sau khi sinh, lở ngứa, dùng dưới dạng ruốc hoặc là ăn hàng ngày. Còn máu chăn thì mình dùng pha với rượu và chất thơm, dùng uống để mà chữa thiếu máu, chóng mặt, hoa mắt, lưng đau, tê mỏi. Người dùng máu chăn thấy trong người mát, khoan khoái, dễ chịu. Người bị bệnh cao huyết áp thì không được dùng. Đấy các bạn lưu ý nhé, cao huyết áp không được dùng máu chăn đâu. Còn mật chăn thì được dùng riêng, dùng để chữa sài giật ở trẻ em, trộn với dầu vừng bôi để mà chữa lòi giom. Mật chăn 12g, hạnh nhân 20g, bỏ vỏ và cắt hai đầu, phèn phi 4g. Hai dược liệu tán nhỏ mịn, trộn với mật chăn bôi hàng ngày để mà chữa viêm lợi, sưng đau, lở loét có mủ. Mật chăn còn được dùng để xoa bóp trị bong gân sai khớp bằng cách là dùng mật chăn phối hợp với mật gấu, huyết lình, nghệ trắng, rễ ô dầu, nhân hàn gấc, ngâm với rượu dùng để xoa bóp trị bong gân sai khớp. Đối với mật chăn sấy khô thì dùng mật chăn sấy khô tán thành bột, uống mỗi lần từ 1 cho đến 1,5g với rượu hoặc là nước sôi để nguội và kết hợp bôi ngoài để mà trị trĩ ngoại, thấp khớp, động kinh để mà chữa mẩn ngứa, mụn lở thì người ta lấy mật chăn, phèn phi, nhựa lô hội, xạ hương mỗi thứ 3g, trộn đều, nghiền nát bôi hàng ngày. Và tiếp theo là mỡ chăn. Mỡ chăn thì được dùng để chữa bỏng rất là tốt bằng cách là mỡ chăn để sống, trộn với một ít muối và tỏi, giã nhỏ, đựng trong lọ đến khi mỡ tan, dùng bôi để mà chữa bỏng rất là tốt. Còn để mà sử dụng để chữa trĩ thì người ta dùng mỡ chăn trộn với giấm lượng bằng nhau nấu thành cao, phết lên giấy, dán vào chỗ đau để mà chữa trĩ. Ngày nay thì mỡ chăn được dùng để chế biến ra nhiều dạng thuốc, như là dạng kem để mà bôi dùng dưỡng da. Còn đối với da chăn thì da chăn được dùng để mà chữa lở miệng, loét mũi bằng cách là dùng da chăn đem nướng giòn tán bột, cộng với mai mực thì cạo lấy bột, nhọn nồi lấy ở nồi đồng hoặc đất. Chú ý nhọn nồi là sử dụng ở các cái bếp mình đun bằng cỏ khô hoặc là rơm ấy nhá, chứ không phải là sử dụng ở các cái bếp đun ngày nay thì có cả túi bóng nhựa các thứ linh tinh vào là không được đâu. Chu sa phi tán bột, tất cả trộn đều với lượng bằng nhau, lấy tam bông tẩm thuốc, bôi nhiều lần trong ngày chữa lở miệng, loét mũi. Tất nhiên là ngày nay y học phát triển thì người ta không dùng cách trên để chữa trị nữa rồi, có rất nhiều cách khác nhau để trị. Tiếp theo, mình sẽ nói về cao chăn. Cao chăn toàn tính được dùng để chữa đau lưng, nhức xương, nhất là đau cột sống. Ngày uống từ 5 cho đến 10g cao cắt mỏng, hòa trong rượu hâm nóng, thêm ít mật ong. Và lưu ý là phụ nữ có thai và trẻ em thì không được dùng cao chăn. Trên đây là những thông tin về các loại rắn, hổ mang, rắn cạp nong cạp nia, rắn ráo,
và con chăn. Có rất là nhiều bài thuốc và tác dụng cùng với những bài rượu thuốc khá là hay. Bạn nào mà chưa xem kỹ có thể xem lại nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin về các loại hổ mang, cạp nong, cạp nia, rắn ráo, con chăn. Còn bây giờ mình sẽ nói về rắn biển. Rắn biển hay còn gọi là đẻn, đẻn biển. Rắn biển cũng là một loài rắn độc. Có rất nhiều loài rắn biển với các chi khác nhau, với trữ lượng lớn. Trong đó chỉ có vài loài được sử dụng để làm thuốc. Phổ biến là đẻn cơm, đẻn khoanh, đẻn vết. Đối với rắn biển thì các bộ phận sử dụng đấy chính là thịt rắn biển, mật rắn biển và nọc rắn biển. Thịt rắn biển thì ăn ngon, không riêng ở Việt Nam mà nhiều nước khác như là Trung Quốc hay Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á người ta cũng hay ăn thịt rắn biển. Ngư dân Nhật rất ưa thịt rắn biển. Người ta còn lấy ruột của rắn biển cho lợn ăn nữa. Về tính vị và tác dụng thì thịt rắn biển có vị mặn, tính ấm. Về tác dụng chữa bệnh thì rắn biển cũng có tác dụng gần như là hổ mang vậy. Cũng có những tác dụng về xương khớp. Người ta thường ngâm rượu rắn biển để mà chữa viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa cột sống, viêm dây thần kinh tọa. Bằng cách là dùng rắn biển ngâm rượu. Các bạn có thể dùng nguyên con sau khi đã loại bỏ nội tạng đi. Có thể ngâm riêng hoặc là phối hợp với một số loại thảo dược khác giống như rắn hổ mang vậy. Và cũng như rắn hổ mang thôi, ngâm được tầm một tháng là có thể uống được. Mỗi lần thì uống từ 10 cho đến 15ml trước khi đi ngủ tầm 30 phút. Nó vào một ly nhỏ ấy. Thì ngoài việc ngâm rượu uống thì cũng có thể chế thành dạng viên như sau. Lấy cả thịt và xương rắn biển sấy khô tán bột dây mịn rồi làm thành viên uống. Có thể dùng trong thời gian dài. Thuốc không gây tác dụng phụ làm bệnh nhân ăn ngủ tốt tăng cân. Còn về tiết rắn thì tiết rắn biển cũng được dùng để mà chữa đau lưng, đau xương. Có thể dùng uống trực tiếp với rượu luôn. Cũng có thể là ngâm rượu để mà uống dần. Còn về mật rắn biển thì mật có vị hơi ngọt, đắng. Có tác dụng là chống viêm, an thần, gây ngủ. Còn về nọc rắn biển thì nọc rắn biển rất là độc. Nọc của con đẻn cơm có độ độc gấp 5 lần rắn hổ mang. Nọc của một vài loài rắn biển cũng đã được nghiên cứu để mà chế dưới dạng thuốc dùng để chữa bệnh. Còn về mỡ rắn biển thì cũng được dùng chữa bỏng. Đối với các loại rắn như là hổ mang, cạp nong, cạp nia, rắn ráo hay là cả rắn biển này thì việc sử dụng mật của nó, người ta có thể sử dụng tươi, dùng luôn, có thể uống trực tiếp, pha với rượu để uống. Cũng có thể là để nó khô đi, để mà bảo quản được lâu để dùng dần. Cũng có thể là ngâm rượu để mà uống dần. Và cả tiết rắn cũng vậy, người ta có thể sử dụng tiết rắn một cách là uống trực tiếp hoặc là pha với rượu để mà uống. Thì thông thường người ta pha với rượu để uống hoặc là người ta đánh tiết canh ấy, để mà ăn tiết canh rắn. Cũng có khi thì người ta ngâm rượu để mà dùng dần. Trên đây là những thông tin về các loại rắn được sử dụng để làm thuốc. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video. Các bạn cũng thấy là các loại rắn rất là tốt cho sức khỏe, về gân cơ xương khớp, về sinh lý. Và tiện đây thì mình cũng xin chia sẻ đến các bạn các loại thảo dược cũng tốt cho gân cơ xương khớp, tốt cho sức khỏe, cho sinh lý.
Và những loại thảo dược này cũng có thể kết hợp với rắn để mà điều trị một số bệnh. Còn bây giờ, mình xin chia sẻ đến các bạn những bài thuốc liên quan đến các vấn đề đau lưng như là đau lưng do thận, đau lưng do làm việc nặng hoặc là đau lưng do thoái hóa các đốt sống. Cùng với đấy là rất nhiều những bài thuốc khác liên quan đến thận, những bài thuốc bổ thận, bổ khí huyết, những bài thuốc liên quan đến xương, gân xương và cả những bài thuốc liên quan đến sinh lý nam giới nữa. Đầu tiên là các bài thuốc liên quan đến thận trong các trường hợp như là thận hư rồi là đau lưng mỏi gối. Có khá là nhiều triệu chứng khác nhau, cùng với đó là những bài thuốc để mà phù hợp với các triệu chứng đấy, phù hợp với từng người. Các bạn cần theo dõi kỹ từng bài thuốc để mà xem có phù hợp với bản thân không, để mà còn áp dụng nhé. Bài thuốc thứ nhất là dùng để chữa ù tai, đau lưng, thận hư, răng đau. Cách làm như sau: dùng cốt toái bổ tán nhỏ với liều lượng từ 4 cho đến 6 gram, cho vào bầu dục lợn nướng chín để ăn. Tiếp theo một bài thuốc nữa, cũng dùng để chữa đau lưng, mỏi gối do thận hư yếu. Cách làm như sau: dùng cốt toái bổ 16 gram, cẩu tích 20 gram, rễ gối hạc 12 gram, củ mài 20 gram, rễ cỏ xước 12 gram, dây đau xương 12 gram, thỏ ti tử 12 gram, tỳ giải 6 gram, đỗ trọng 16 gram sắc uống. Tiếp theo, bài thuốc thứ 3 lại là một bài thuốc chữa đau lưng do liên quan đến thận nhé. Trong trường hợp mà thận khí suy kém, nặng đầu mỏi lưng khô miệng, nóng nhiều, toàn thân mỏi mệt, chân tay bủn rủn, kém sức. Trong trường hợp này thì các bạn dùng cốt toái bổ 6 gram, hà thủ ô đỏ 12 gram, củ mài, bố chính sâm, gạc nai nướng, tang ký sinh, mỗi vị là 6 gram, mẫu đơn 4 gram, nhụy sen 4 gram, sắc uống. Tiếp theo, một bài thuốc nữa, vẫn là liên quan đến thận nhé. Bài thuốc này là dùng để chữa thận hư, sống lưng đau mỏi, bạch đới di tinh. Cách làm như sau: dùng cẩu tích 16 gram, thục địa 12 gram, đỗ trọng 10 gram, ô dược, củ súng, dây tơ hồng sao lên, quả kim anh, các vị này đều 8 gram sắc uống. Vừa rồi là những bài thuốc dùng để chữa thận hư yếu, gây ra các triệu chứng như là đau nhức, mỏi lưng, mỏi gối, đau lưng, ù tai v.v. Nói chung là những bài thuốc dùng để chữa thận hư. Còn bây giờ mình xin chia sẻ đến các bạn những bài thuốc mà liên quan đến sinh lý nam giới. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc dùng để mà chữa tóc rụng và bạc sớm, hồi hộp, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, đau mỏi lưng khớp, táo bón. Cách làm như sau: hà thủ ô đỏ, sinh địa, huyền sâm, mỗi vị 20 gram sắc uống. Tiếp theo, bài thuốc số 2 là bài thuốc dùng để làm râu tóc trắng hóa đen, khỏe gân xương, bền tinh khí, sống lâu. Cách làm như sau: bài thuốc này có 2 cách. Cách thứ nhất là dùng hà thủ ô đỏ 1.800 gram thái mỏng, ngưu tất 600 gram thái mỏng, đỗ đen một đấu to đãi sạch, cho thuốc vào chõ, một lượt thuốc, một lượt đỗ, đồ đến khi đỗ chín, rồi lấy thuốc ra phơi khô. Làm như vậy 3 lần rồi tán bột, lấy thịt táo đen Trung Quốc trộn với bột thuốc, làm viên từ 0,5 gram. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 30 viên, dùng rượu hâm nóng để chiêu thuốc. Nếu như các bạn không có điều kiện để mà làm như trên, thì các bạn có thể áp dụng một cách đơn giản hơn. Đó chính là cách thứ hai. Cách thứ hai này là dùng hà thủ ô đỏ, cạo vỏ, thái mỏng, phơi khô, tán bột. Ngày uống 4 gram vào sáng sớm,
chiêu thuốc bằng rượu. Vừa rồi là hai bài thuốc nói về sinh lý, và tiếp theo sẽ là bài thuốc bổ thận các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn những bài thuốc bổ thận. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc bổ thận và bổ thần kinh. Cách làm như sau: dùng thân cây ớt làn lá to với liều lượng 1 kg, quả tơ hồng vàng 1 kg, 3 kích 0,5 kg, lạc tiên 0,5 kg, đỗ đen sao cháy 0,5 kg, nấu với 2 lần nước rồi cô lại, còn 700 ml. Dung dịch lọc thêm 300 ml siro được 1 lít cao, ngày uống 40 ml, chia làm 2 lần. Tiếp theo một bài thuốc nữa, đây là bài thuốc kiện tinh mạnh gân cốt. Cách làm như sau: dùng thân cây ớt làn lá to 10 g, thân cây bọt ếch 10 g, rễ khúc khắc 10 g, rễ cây trinh nữ 10 g, rễ cây bạch đồng nữ 8 g, quả tơ hồng vàng 8 g. Tất cả nấu với 2 lần nước rồi cô thành cao lỏng, uống làm 2 lần trong ngày. Có thể tán dược liệu thành bột mịn, luyện với hồ để làm viên uống. Vừa rồi là những bài thuốc liên quan đến thận, trong các trường hợp thận hư, đau lưng, mỏi gối, rồi là các bài thuốc về sinh lý, rồi là những bài thuốc bổ thận. Còn bây giờ mình sẽ nói đến những bài thuốc dùng để chữa phong thấp xương khớp, đau lưng, thoái hóa các đốt sống. Bài thuốc thứ nhất là dùng để chữa phong thấp, chân tay tê bại, không muốn cử động. Cách làm như sau: dùng cầu tích 20 g, ngưu tất 8 g, mỏ quạ 12 g, tang chi 8 g, tùng tiết 4 g, tục đoạn 8 g, đỗ trọng 8 g, tần giao 12 g, quế chi 4 g, nước 600 ml, sắc còn 200 ml, chia làm 2 lần uống trong ngày. Tiếp theo bài thuốc số 2 là bài thuốc dùng để mà chữa phong thấp, đau nhức khớp xương, tay chân yếu mỏi hoặc là bại liệt co quắp. Cách làm như sau: dùng cầu tích 16 g, tục đoạn cốt toái bổ 2 vị đều 12 g, độc hoạt 10 g, xuyên khung bạch chỉ đều 4 g, sắc uống. Tiếp theo bài thuốc số 3 là bài thuốc dùng để mà chữa đau nhức ngang lưng. Cách làm như sau: dùng cầu tích 15 g, ngưu tất 10 g, đỗ trọng 10 g, sinh mễ nhân 12 g, mộc qua 6 g, nước 600 ml, sắc còn 200 ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Tiếp theo bài thuốc thứ 4 là bài thuốc dùng để chữa thấp khớp mãn tính, thể nhiệt. Cách làm như sau: dùng cốt toái bổ, thạch cao, kê huyết đằng, đan sâm, sinh địa, rau má, uy linh tiên, hy thiêm, khương hoạt, độc hoạt, thiên hoa phấn, thổ phục linh, mỗi vị là 12 g, bạch chỉ 8 g, cam thảo 4 g, sắc uống. Tiếp theo vẫn là các bài thuốc dùng để mà chữa các bệnh về xương khớp. Đây chính là bài thuốc dùng để mà chữa thấp khớp đau nhức xương. Thì có khá là nhiều cách chữa. Cách thứ nhất là dùng thiên niên kiện 12 g, hy thiêm 28 g, mộc qua 20 g, ngưu tất 5 g, sắc uống ngày 1 thang. Đấy là cách thứ nhất nhá. Cách thứ hai là dùng thiên niên kiện, dây chiều, kê huyết đằng, đan sâm, thục địa, xích thược, thổ phục linh, độc hoạt, khương hoạt, tang ký sinh, đỗ trọng, mỗi vị là 12 g, đảng sâm 20 g, hoài sơn 16 g, ngưu tất 10 g, nhục quế 8 g, sắc uống ngày 1 thang. Tiếp theo vẫn là chữa thấp khớp đau nhức xương khớp nhá. Và cách này là cách thứ 3.
Đấy chính là dùng thiên niên kiện 12g, rễ cỏ xước 40g, hy thiêm 28g, thổ phục linh 20g, cỏ nhọ nồi 16g, ngải cứu, thương nhĩ tử mỗi vị 12g, sao vàng sắc uống ngày một thang. Và tiếp theo, cách thứ tư là dùng thiên niên kiện 12g, cốt toái bổ 10g, bạch chỉ 8g sắc uống. Như vậy là bài thuốc về xương khớp số 5 này dùng để chữa thấp khớp, đau nhức xương khớp thì có 4 cách, trong đấy cách thứ tư là rất đơn giản thôi, dùng thiên niên kiện 12g, cốt toái bổ 10g, bạch chỉ 8g sắc uống. Vẫn là bài thuốc về xương khớp dùng để chữa thấp khớp đau nhức xương nhưng mà chế dưới dạng siro. Thì các bạn làm như sau: dùng thiên niên kiện, vòi voi, kim ngân, cỏ xước, thổ phục linh, hy thiêm, ké đầu ngựa, xấu hổ, dây đau xương, cây cà gai, các vị lượng bằng nhau rửa sạch, phơi khô đun kỹ, cứ 1kg dược liệu lấy 1 lít nước, chế thành 2 dạng rượu hoặc là siro để mà uống. Tuy nhiên thì mình còn có bài thuốc ngâm rượu khá là hay, vẫn là dùng để chữa thấp khớp, đau nhức xương. Bài thuốc ngâm rượu này cách làm như sau: dùng thiên niên kiện 12g, rễ bưởi bung 10g, quả dành dành 8g, tất cả thái mỏng phơi khô ngâm với rượu để uống. Còn tiếp theo là bài thuốc khá là hay. Bài thuốc này không chỉ dùng để chữa thấp khớp, đau nhức xương khớp mà còn chữa được thoái hóa các đốt sống. Đây là một bài rượu thuốc cách làm như sau: rắn hổ mang, rắn ráo, rắn cạp nong. Ba loại rắn này thì các bạn cứ lấy con càng to càng tốt. Cộng thêm đấy là các vị thuốc sau: thiên niên kiện, kê huyết đằng, hà thủ ô trắng, ngũ gia bì. Các vị thuốc này thì mỗi thứ một nắm tầm 50g đấy. Các vị đều băm nhỏ phơi khô nhé. Mỗi thứ tầm 50g ấy, bỏ chung vào cái bình cùng với các con rắn đấy. Tất cả các vị thuốc với rắn này bỏ vào một cái bình. Và các bạn đổ rượu vào cho ngập lượng thuốc vào rắn. Và thi thoảng thì các bạn lắc đều cho nó ngấm đều. Sau khoảng 1 tháng thì uống được các bạn nhé. Và uống là các bạn uống vào buổi tối trước khi đi ngủ tầm 30 phút thì các bạn uống một ly nhỏ. Một ly nhỏ chắc nó tầm 10ml rượu thôi. Một ly nhỏ thôi nhá, chứ không phải một cốc đâu nhá. Và ngày các bạn chỉ uống đúng một lần thôi. Vào buổi tối trước khi đi ngủ tầm 30 phút uống một ly nhỏ thôi. Cái ly mà nó chỉ to bằng ngón chân cái thôi đấy. Thì bài thuốc này nó sẽ chữa được thoái hóa các đốt sống nhá, còn chữa được thấp khớp, đau nhức xương. Nói chung tác dụng rất tốt, các vấn đề xương khớp là nó giải quyết một cách ngon lành luôn. Tuy nhiên thì do là sử dụng dưới dạng rượu cho nên nếu như sử dụng liên tục rất có thể gây ra nghiện rượu, cho nên các bạn cần phải lưu ý nhé. Tiếp theo, một bài thuốc chữa đau lưng rất là thực tế dành cho những ai mà làm việc nặng nhé. Đây là bài thuốc dùng để chữa đau lưng do gánh vác vật nặng gây ra các trường hợp đau lưng sụn xương sống, đau cơ lưng, đau ngang lưng. Cách làm như sau: các bạn dùng cây dây đòn gánh hay còn gọi là cái dây gân, dây xà phòng, dây đòn kẻ trộm. Thì các bạn lấy cái dây đấy nhá, đem về băm nhỏ phơi khô rồi sắc uống ngày từ 8 cho đến 16 gram. Các bạn sắc uống nhá, với liều lượng mỗi ngày là từ 8 cho đến 16 gram. Các bạn cũng có thể ngâm rượu để uống. Nếu như mà ngâm rượu để uống thì tùy các bạn dùng nhiều thì ngâm nhiều, dùng ít ngâm ít.
Các bạn cứ đổ cái rượu cho ngập lượng thuốc là được. Cứ đổ nó ngập xâm xấp nhá, đừng đổ ngập nhiều quá nó lại loãng ra. Đấy các bạn lấy rượu về đổ ngập cái lượng thuốc là được, và các bạn uống vào mỗi tối trước khi đi ngủ một chén nhỏ nhá. Trước khi đi ngủ tầm 30 phút ấy, thì uống một chén nhỏ vào mỗi tối nhá. Chén nhỏ cái loại chén nhỏ như ngón chân cái, gọi là chén nhỏ hay ly nhỏ ấy, bằng ngón chân cái chứ không phải loại to đâu, uống ít vậy thôi. Vừa rồi mình đã chia sẻ đến các bạn những bài thuốc liên quan đến các vấn đề về xương khớp, đau lưng do thận này, rồi là đau lưng do xương khớp này, rồi là những bài thuốc bổ thận, chữa thận hư thận yếu này, rồi là các bài thuốc chữa thoái hóa các đốt sống, rồi là những bài thuốc đau lưng do làm việc nặng này, cùng với đấy là nhiều bài thuốc về xương khớp, về thận khác nữa. Thì các bạn xem có bài thuốc nào mà phù hợp với các bạn thì các bạn áp dụng nhé. Thì có rất là nhiều bài, nói chung cực kỳ nhiều luôn. Các bạn có thể chưa xem kỹ thì có thể xem lại nhé.